vạn tường trận đánh Mỹ mở màn. Là trận đánh chính trong cuộc hành quân Starlight do quân đội Mỹ tiến hành để thử nghiệm chiến thuật tìm diệt diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1965 tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cách căn cứ Chu Lai của quân đội Mỹ 17 km. Đây là trận đánh quy mô đầu tiên giữa quân đội Mỹ và quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên bộ. Phía Mỹ thường gọi đây là trận Chu Lai cuối tháng 7 năm 1965, trung đoàn một chủ lực của quân khu 5 quân giải phóng miền Nam Việt Nam, do Lê Hữu Chứ làm trung đoàn trưởng và Nguyễn Đình Trọng làm chính ủy, chỉ huy, sau các trận giao chiến với các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại vùng một trong chiến dịch Ba Già, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, đã di chuyển về đóng quân ở khu vực Vạn Tường để chấn trình và bổ sung. Ngày 9 tháng 8 năm 1965, Lãnh đạo quân khu 5 ra quyết định thành lập các sư đoàn chủ lực. Trung đoàn 1 còn có tên hiệu là Trung đoàn Ba Ra được biên chế vào sư đoàn 2. Trung đoàn trưởng Lê Hữu Chữ kiên sư đoàn phó. Phát hiện sự di chuyển của đối phương, Tư lệnh vùng 1, Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi thông báo cho các chỉ huy quân đội Mỹ tại vùng 1 và lưu ý vị trí tập kết của Trung đoàn Ba Ra mà ông dự đoán sẽ rất gần với căn cứ Chu Lai mới thành lập hồi tháng 5. Tướng Lewis -Walt, chỉ huy trưởng quân Mỹ tại vùng 1, quyết định lập kế hoạch cho một cuộc càn quét tiêu diệt Trung đoàn 1, xóa sổ sự uy hiếp đối với căn cứ Chu Lai, đồng thời biểu dương sức mạnh của quân Mỹ trong khu vực. Theo kế hoạch, cuộc hành quân được thực hiện như là một cuộc tấn công liên hợp cấp tập từ trên bộ, trên không và trên biển. Các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ sẽ triển khai đồng thời bằng trực thăng và cả tàu đổ bộ, tập kích nhiều hướng để gây bất ngờ cho đối phương. Đại tá Oscar Pitos được chỉ định làm chỉ huy lực lượng đổ bộ. Nhằm giữ bí mật cho cuộc hành quân, kế hoạch phổ biến rất hạn chế trong các sĩ quan Mỹ và dĩ nhiên phía Mỹ cũng không thông tin cho phía đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Tham gia trận đánh, phía quân đội Hoa Kỳ huy động tổng cộng khoảng 9.000 quân, 105 xe tăng và xe bọc thép, 100 máy bay lên thẳng và 70 máy bay phản lực chiến đấu, 6 tàu chiến, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 9 thuộc Sư đoàn thủy quân lục chiến số 3 tham gia trực tiếp, có 5.500 binh sĩ, với hỏa lực yểm trợ do tàu USS Gaveston, USS Cabindo và tiểu đoàn pháo binh 3 phần 12 cùng đảm nhận, trợ giúp không quân do tàu USS Iujima hỗ trợ. Phía mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam có tổng cộng có gần 2.000 người. Trung đoàn gia của quân khu 5, sau chiến thắng Baza, trung đoàn còn lại khoảng 1.500 quân. Đại đội 21, 31 bộ đội địa phương tỉnh. Lực lượng du kích. TLA đánh mở màn lúc 6 giờ 15 phút sáng 18 tháng 8 năm 1965 không quân của Mỹ cho xuất kích 20 lần chiếc F-4 và A-4, ném 18 tấn bom sát thương, bom napalm xuống vạn tường và các địa điểm lân cận các pháo hạm trên biển bắn phá dọn bãi cho tiểu đoàn 2 trên 4 đổ bộ bằng máy bay trực thăng và tiểu đoàn 3 trên 3 đổ bộ bằng tàu LCU. 6 giờ 30 phút, hai đại đội thuộc tiểu đoàn 3 trên 3 có 5 xe tăng M48, 3 xe tăng phun lửa M67 dùng tàu LCU đổ bộ lên An Cường, hình thành vòng vây phía nam, đánh chiếm thôn An Cường một và tiến quân về phía tây. Lúc 6 giờ 45 phút, C1D4 đổ bộ bằng máy bay trực thăng xuống thôn Bình Phước, C2, C3D4 TQLC đổ bộ xuống thôn Bình Long, C4D4 công thêm C4D3 TQLC đổ bộ xuống thôn Bình Thạnh Tây, hình thành cánh quân bao vây phía Tây. Từ Chu Lai, C1 và C2D3 có 8 xe tăng M41 và 18 xe bọc thép M113 đột kích theo đường bộ vượt sông Trà Bồng đánh xuống, hình thành cánh quân bao vây phía Bắc. Ý đồ của Bộ Chỉ huy Mỹ là dồn lực lượng quân giải phóng ra biển, buộc họ phải giao chiến trên địa bàn chống trải. Ở đó, không quân, pháo binh và xe tăng, thiết giáp Mỹ có thể phát huy hết khả năng tác chiến. Ở phía Tây Nam Vạn Tường, cánh quân của D-3 và C-7, D-4 quân lực Mỹ tiến đến Lạc Sơn đã phải dừng lại vì D-40E-1 và đại đội trinh sát thuộc E-1 quân giải phóng phòng ngự, chốt chặn tại điểm cao Banana quân lực Mỹ phải đưa thêm một đại đội vào tham chiến, tổ chức nhiều đợt ném bom, bắn phá mới vượt qua chốt của quân giải phóng. Đến trưa ngày 18 tháng 8 mới chiếm được thôn An Cường 2 và hội quân với C4D3 sau khi đã bị tổn thất khoảng một trung đội. Sau khi cho trực thăng và pháo binh bắn phá dọn bãi, quân Mỹ tổ chức một đoàn gồm 5 xe thiết giáp chở quân và ba tăng phun lửa mở 67 tiến quân theo đội hình hàng dọc từ An Cường đi theo con đường mòn giữa An Thái và Nam Yên tấn công D-40 và D-60, e một quân giải phóng. Lợi dụng địa hình kín đáo, các đơn vị thuộc tiểu đoàn 40 và tiểu đoàn 60 chờ cho đoàn xe quân lực Mỹ đến cách 50 mét mới nổ súng. Bằng súng không giật, súng chống tăng B-40 và lựu đạn phóng át, quân giải phóng đã bắn cháy bốn chiếc đi đầu ngay trong loạt đạn đầu những chiếc còn lại hoảng loạn bỏ chạy, xa xuống ruộng lầy. Tiểu đội trưởng Hồ Công Thám chỉ huy tiểu đội của mình dùng lựu đạn áp và lựu đạn diệt tiếp ba xe. Do không xác định dược vị trí đóng quân của quân giải phóng, Hai đại đội thuộc D-3E-3 quân Mỹ đã đổ bộ xuống ngay trước trận địa của D-60E-2 quân giải phóng và bị tập kích ngay từ lúc máy bay trực thăng còn ở trên không. Bốn máy bay trực thăng H-34 bị bắn rơi, Mỹ phải gọi trực thăng vũ trang ở một a đến chi viện và chiếm được cao điểm 43 sau khi đã bị tổn thất hơn 150 quân. Chiều ngày 18 tháng 8 năm 1965, D-45, E-2 quân giải phóng nằm ngoài vòng vây từ Châu Bình mở một mũi đột kích đánh vào sau lưng cánh quân đổ bộ đường biển của quân Mỹ bị đánh bất ngờ từ sau lưng D3E3 và D2E4 quân Mỹ phải xoay chính diện về hướng Tây Nam để chống lại các mũi tập kích của D45E1 quân giải phóng. Do đó, cánh quân này đã bị hở sườn phía Bắc, bị D40E1 quân giải phản kích và buộc phải lùi về co cụm tại Bình Hòa với sự yểm họ của các xe tăng và trực thăng vũ trang. Phối hợp với chiến trường chính, chiều ngày 18 tháng 8 năm 1965, đại đội 21 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi mở mũi đột kích sâu từ Tây Hy qua Thượng Hòa xuống Lệ Thủy, phối hợp với du kích các xã Đồng Lễ và Bình Trị đánh vào sau lưng cánh quân của Trung đoàn 7 quân lực Mỹ, buộc cánh quân này phải tập trung đối phó, không chi viện được cho cánh quân của tiểu đoàn 3,4 Mỹ. Trong khi dùng hỏa lực yểm hộ cho Trung đoàn 7 cử Mỹ, có thêm 3 máy bay trực thăng Hu-1A bị bắn rơi tại thôn Lệ Thủy lợi dụng vòng vây bị đứt đoạn giữa cánh Bắc và cánh Nam của quân Mỹ, đêm 18 dạng ngày 19 tháng 8 năm 1965. Trung đoàn Ba Gia đã rút được phần lớn sở chỉ huy nhẹ và tiểu đoàn 40 ra khỏi vòng vây. Riêng đại đội trinh sát phòng ngự độc lập tại cao điểm 45 núi Đầm Tái, thôn Vạn Tường bị tổn thất hầu hết quân số. Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, Thủy quân lục chiến Mỹ càn quét khu vực Vạn Tường và các xã lân cận nhưng chỉ bắt được một số ít thương binh quân giải phóng chưa kịp rút ra và nhiều thường dân. Quân Mỹ tuyên bố quân giải phóng đã bị tổn thất nặng với khoảng từ 599 đến 614 người bị giết và chiến dịch được coi là một thành công khi đã đánh bại một đơn vị chủ lực của Việt Cộng. Tuy nhiên, tuyên bố của Mỹ bị coi là quá phóng đại vì toàn trận đánh họ chỉ thu được 109 vũ khí các loại của đối phương quân giải phóng cũng coi đây là một trận thắng lớn sau khi khiến 919 lính Mỹ chết hoặc bị thương, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, hạ 13 máy bay. Mỹ chỉ thừa nhận có 45 người chết và 203 người bị thương. Theo báo cáo gửi Trung ương, quân giải phóng chỉ tổn thất nhẹ với 50 người chết. Trên thực tế, quân Mỹ đã không thể đánh bại được Trung đoàn Baza và quân giải phóng vẫn còn giữ được một vài ấp trên bán đảo trong cuộc hành quân starlight quân mỹ hoàn toàn chủ động tổ chức hành quân lựa chọn chiến trường đối tượng thời gian và cách đánh tập trung lực lượng gấp bội đối phương và có ưu thế tuyệt đối về binh khí kỹ thuật nhưng biểu tượng sức mạnh của hoa kỳ đã thất bại bình luận về cách đánh tài tình của quân giải phóng miền nam hãng áp mỹ thuật lại lời một số sĩ quan mỹ đã tham dự cuộc hành quân starlight trận đánh này giống như trận đánh okinawa trong thế chiến thứ hai việt cộng xuất hiện từ trong các hầm hố mà lính thủy đánh bộ không trông thấy việt cộng xuất hiện thình lình cả đằng trước mặt và đằng sau lưng rõ ràng thua ở trận vạn tường quân mỹ không thể đổ lỗi cho sự bị động